Hello anh em, tôi là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái cần tự động 1/3/8 của hãng DIN. Đây là một cái cần tự động mà nó có một đặc điểm rất là hay so với những cần tự động khác là nó lắc léo được. Tức là chúng ta có thể gập được 360 độ. Để chúng ta vặn nhiều cái hướng và kích thước khác nhau. Cái tư thế khác nhau. Thì cái cần này anh em thấy cái chỗ này á, nó sẽ gắn một con vít lục giác bông sao. Thì khi mà chúng ta xài sau một thời gian, nếu mà mình muốn thay cái đầu này hoặc nó hư, mình có thể đổi một cái đầu khác. Rất là hay. Chỗ này trong này sẽ có một cái đầu đạp ra để nó đạp cho đảm bảo cho cái này nó luôn luôn cứng, chứ nó không có dạng như mà lắc léo ha, dạng như mà sắp rớt vậy đó. Thì cái đầu này á, là cái đầu tự động, anh em xài anh em đảo chiều đây ha, rất là nhanh. Mọi người nhờ để ý cách sử dụng nó nè, anh em dùng ngón tay này mình không phải dặn vậy nha, đây đẩy như thế này rất là đơn giản ha, đẩy lên đẩy về đó, khá là hay đó. Vặn nè, đầu 3/8 chuẩn của nó rất là tốt luôn, thiết kế vừa vặn. Cái này thì cái chiều dài nó tầm khoảng 250, và phía sau này nó vẫn đúng thiết kế của DIN, đó là sao khoan một cái lỗ và gắn một cái con lục giác vô để đảm bảo là giảm cái trọng lượng của cái cần này xuống. Đó là một trong những cái thiết kế rất là hay của DIN. Còn anh em không tin thì cứ mở ra coi trong chổng nó có cái gì ở chổng. Ok, thì giá bán của cái cần này là 1.193.000 cho một cái cần như thế này. Tại vì cái này nó ngắn nhưng mà bị một cái là nó lắc léo được nên nó mất tiền. Và mã sản phẩm là DDNR10FX. Anh em xem thì anh em có thể tìm trên website mình đặt mua nha. Hàng này là hàng cao cấp dành cho anh em nào có gara sửa chữa, thích xài đồ xịn, không thích xài đồ dởm. Ok, tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.